Hello quý vị ha, bữa nay Phú có đi qua Mỹ Phước 4 nè, mình có quay lại cho quý vị xem. Đây là Mỹ Phước 4 Bến Cát ha. Đây cái khung cách phía trước là sau này là trở thành một cái trường học quốc tế Việt Đức đó. Thì họ quy hoạch rất là cụ thể nè, giờ là trong rồi nữa vậy. Thì khu này cũng mới bắt đầu hình thành cách đây khoảng 1 năm thôi, rồi bây giờ đã san lấp mặt bằng hết rồi, san lấp hết tất cả. Trước đây là cao su thì bây giờ họ đang san lấp mặt bằng rồi hoàn thiện các công trình, rồi có cống nước, đường điện, rồi hệ thống kết nối giao thông với lại trục chính, nó hoàn thiện về pháp lý, sau đó họ sẽ phân lô tách nền. Đây quý vị xem ha. Đây, phía xa là kia là họ đang làm đường cống nước đó, cống nước của mình. Ở đây thì khu miền rất là rộng. Trước mình cũng là làm cái văn phòng địa ốc ha, công ty đó. Còn bên đây là ở đây là chút cái đường là giao với lại quốc lộ 13, họ làm rất là rộng, hai làn đường xe cơ giới và một làn đường xe Honda, mỗi bên là bốn làn đường, tổng cộng hai bên luôn là bốn làn đường xe cơ giới và hai làn đường xe Honda đó. Thì Phú sẽ đi sâu vào trong đây cho quý vị xem. Việt Nam và nước ngoài về đây đầu tư thì chỉ có một cái quyết định đó thôi.
nhờ cái thông tin đó đó là hiện giờ người dân họ về họ cũng chọn ở đây làm thời gian tương lập nghề. Nhưng mà phía bên ngoài của việc còn trong đây thì cũng tắt lắm, thì còn sản thôi. Thì vui lòng share, like và subscribe cho kênh Xin Nói Xin Uống nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.